Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa đưa ra đánh giá, du lịch Việt Nam đang phục hồi rất nhanh với những con số ấn tượng. Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google, 6 tháng đầu năm nay, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam liên tục tăng và nằm top đầu thế giới từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 6 và là điểm đến duy nhất trong Đông Nam Á nằm ở nhóm này. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp hơn 13 lần so với cùng kỳ năm 2022, phục vụ trên 64 triệu lượt khách nội địa, tăng 5,3%, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 343.000 tỷ đồng, tăng 29,4%. Qua đó cho thấy, nhu cầu về du lịch Việt Nam đang phục hồi rất nhanh, ở tốc độ cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Đặc biệt, quyết định kéo dài thời hạn thị thực điện tử có giá trị nhập cảnh nhiều lần, nâng thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới. Đây cũng là cơ hội vàng cho ngành du lịch tiếp tục có những bước tiến xa hơn nữa.